Tại trường San Jose City College, các bạn có thể tìm kiếm cho mình một công việc, một nghề nghiệp mà các bạn yêu thích, phù hợp với khả năng của các bạn. Và bây giờ, mời quý vị tìm hiểu ngành công nghệ laser. Tôi thực sự thích dạy ở trường San Jose City College, đặc biệt là ngành laser, bởi vì tôi có thể thấy được sự khác biệt. Nó đang tạo nên cuộc sống của mọi người. Điều tôi thích nhất về những người muốn vào thị trường việc làm của chúng tôi, làm việc với họ, và chúng tôi có thể thấy được sự thay đổi đời sống của họ. Từ một người lãnh lương thấp nhất, trở thành người có mức lương trung lưu và có trường hợp có việc khi trước khi ra trường. Sau lớp học đầu tiên, bạn học của tôi đã kiếm được công việc đầu tiên tại một công ty laser. Trong quá trình làm việc với công ty, họ kiếm được việc làm. Mỗi khi bạn thực tập trong phòng lab laser của trường San Jose City College, nó đều liên hệ đến công việc của bạn. Chúng tôi có công việc mới nhất ở đây, đó là laser sợi quang trạng thái rắn. Không chỉ có laser, chúng tôi còn giúp sinh viên. Chúng tôi dạy làm thế nào để tạo ra những tia laser. Ngành laser ngày nay là một ứng dụng công nghiệp, ứng dụng y tế. Tất cả những vật liệu và dụng cụ ở trường San Jose City College đều giống với những gì bạn làm ở các công ty kỹ thuật laser. Lương của tôi hiện giờ còn cao hơn những người đã tốt nghiệp. Công nghệ laser và tương lai. Chúng tôi biết rõ điều đó vì có rất nhiều sinh viên đã gặt hái được và nói rằng chương trình này đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Đó là một khoản đầu tư không đáng kể, nhưng lại là một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang mạng www.sjcc.edu/cte hoặc thảo luận với một trong những cố vấn giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi ở số 408-288-3750. Trường chúng tôi luôn có những cố vấn nói tiếng Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn quý vị.